Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Không để fan chờ lâu, Tiêu Chiến, Dương Tử quyết định tái hợp. Có thông tin cho biết Dương Tử và Tiêu Chiến sắp hợp tác lần hai. Màn hợp tác của các định lưu luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng, điển hình như lần hợp tác của Tiêu Chiến và Dương Tử ở Dư Sinh Xin Chị Giáo nhiều hơn. Dù bị nằm kho khá lâu, thế nhưng vừa lên sóng bộ phim này đã nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả. Tiêu Chiến và Dương Tử cũng trở thành một trong những cặp đôi đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ. Sau khi hợp tác chung, khán giả vẫn luôn mong muốn Tiêu Chiến và Dương Tử có thể hẹn hò thật ngoài đời hoặc hợp tác chung trong dự án mới. Gần đây, trên mạng xuất hiện thông tin cho biết Dư Sinh Phu Phụ sắp tái hợp trong một dự án phim hiện đại mang tên 11 năm hạ chí. Thông tin này vừa được đưa ra đã nhanh chóng leo lên top đầu hot search Weibo. Tiêu Chiến và Dương Tử không chỉ là bộ đôi lưu lượng có ngoại hình đẹp đôi, quan trọng là cả hai đều có diễn xuất tốt, mà diễn xuất ăn ý ở Dư Sinh Xin Chị Giáo nhiều hơn để chinh phục rất nhiều khán giả. Chính vì vậy, dân tình vẫn luôn mong đợi Tiêu Chiến và Dương Tử có thể hợp tác thêm trong một dự án khác. Theo thông tin được đưa ra, Tiêu Chiến vào vai Yến Tư Thời được miêu tả có tam quan chính trực, tôn trọng nữ giới. Dương Tử vào vai Hạ Ly, một cô gái dũng cảm, dịu dàng và mạnh mẽ. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều cư dân mạng sáng suốt cho rằng khả năng Tiêu Chiến và Dương Tử tái hợp thời điểm này là không cao. Ngay sau khi tin tức nổ ra, một bộ phận fan Dương Tử đã lên tiếng bác bỏ. Thời gian gần đây, cô nàng được cho là sắp hợp tác cùng Hứa Khải trong dự án phim Thừa Hoan Ký. Ngoài ra còn xuất hiện thông tin cho biết Tiêu Chiến đang muốn tấn công mạng điện ảnh để cân bằng địa vị trong giới của mình. Hiện, khán giả đang vô cùng mong đợi các dự án phim tiếp theo của Tiêu Chiến và Dương Tử. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.